Hello các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn về một thành phố cổ tích tại Vinwonder Phú Quốc. Ngay tại nơi đây thì mình đang thấy là có rất nhiều các bạn khách du lịch đang check in, và xung quanh chúng ta đây là cả một thành phố mang phong cách châu Âu cổ điển rất là đẹp, tha hồ cho các bạn tham quan. Khi vừa bước vào cổng sẽ là một nàng công chúa và chàng trai trong câu chuyện Aladdin và cây đèn thần, rất là dễ thương. Nàng công chúa xinh đẹp quá và họ sẽ đứng đây để đón chào tất cả chúng ta. Ta-da! Khi di chuyển vào thành phố cổ tích thì không khí thật là tưng bừng, du khách từ muôn nơi đổ về rất đông các bạn ạ. Và trước mặt mình chính là lâu đài cổ tích và vòng xoay mặt trời. Điều đặc biệt mà hôm nay mình muốn chia sẻ tới các bạn tại khu vực Vinwonder này đó chính là Thủy Tinh Cung lớn top 5 thế giới, được mang tên là Cung Điện Hải Vương, mang biểu tượng kim quy. Và đây trước mặt chúng ta là một thủy tinh cung khổng lồ đã được xác lập Guinness. Và cũng chính tại nơi đây đã có rất nhiều loại giống cá quý hiếm cũng như là to khổng lồ từ tất cả các vùng biển đại dương trên thế giới đều có mặt ở nơi đây. Đó là điểm đặc biệt mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Wow, những chú cá khổng lồ, trời ơi, các bạn nhìn xem, ôi mình thật là bé nhỏ trước như chú cá này. Và còn rất là nhiều những cái đàn cá đẹp quá. Mà tại sao tất cả cá lớn cá nhỏ ở đây đều có thể sống chung hòa thuận được như vậy? Thật tuyệt vời, môi trường sinh sống ở đây là tất cả là từ đại dương đưa về. Đâm ra các chú cá ở đây, dù là những giống cá khó nuôi như bể cá trước mặt mình, cũng vẫn có thể sinh sống một cách an toàn. Vì đây là hoàn toàn là môi trường tự nhiên, đẹp quá đúng không các bạn? Và bên cạnh mình đây là một bể cá koi, hình tròn rất là đẹp. Wow, có quá nhiều chú cá koi, đủ sắc màu hết các bạn. Mà làm như cá ở đây, cá nào cũng bự hết á. Và đây là những chú cá hải quân. Mình có nghe nói là những chú cá hải quân bởi vì có những cái vệt tích y như bộ áo hải quân. Và còn nhiều cá xinh đẹp khác, trông như là trong câu chuyện cổ tích của nàng tiên cá vậy đó. Đây là một bể cá hình ống tròn. Với những thiết kế bể cá hình ống tròn thì rất là khó và phức tạp. Mình đang di chuyển qua khu vực Bắc Cực để chúng ta được ngắm xem tất cả các chú chim cánh cụt sinh hoạt ra sao. Ồ, một bể nước này rất là lạnh các bạn. Các chú chim cánh cụt đang tung tăng bơi. Đẹp quá các bạn ơi. Chúng vui đùa thỏa thích. Ôi, các bạn nhìn xem kìa. Đây là một gia đình các chú chim cánh cụt đang chơi đùa với nhau. Ôi, nhìn cái dáng lật đật của các chú cưng ghê không. Còn đây là hình ảnh các chú chim đang ngủ nha các bạn. Chim cánh cụt khi ngủ thì sẽ ở trong trạng thái đứng. Trong Thủy Tinh Cung còn có những quán cà phê rất là xinh đẹp để cho chúng ta có thể ngồi thư giãn và ngắm những cái bể cá lớn. Những bể cá ở đây được thiết kế rất là nghệ thuật các bạn ạ. Như một thành phố cổ Hy Lạp bị chìm xuống dưới đáy đại dương. Ôi, những chú cá đẹp quá. Thật là lung linh. Mình lại di chuyển tiếp qua lãnh địa cá mập. Đây là một đường ống hành lang bằng kiếng cũng được đạt giải Guinness luôn. Ở đây mình nghe nói có rất nhiều chủng loại cá mập quý hiếm các bạn ạ. Nhất là cá mập đầu búa. Ôi, mình đi rất nhiều thủy tinh cung nhưng mà cá mập đầu búa là cực kỳ hiếm đấy các bạn. Trời ơi, cái lồng kiếng này á, nó trong suốt và nó cao. Đâm ra là mọi thứ mình cứ như là đang được sống ở trong lòng đại dương á các bạn. Một chú cá đuối đen đốm sao đang di chuyển qua những rặng san hô. Đẹp quá. Lại một chú cá to, thật là to. Và những cái đàn cá này nhìn đẹp lắm á các bạn. Trông cứ như trong câu chuyện nàng tiên cá. Có những chú cá là gọi là cá đá đang nằm ở phía dưới đáy bể, các bạn sẽ nhìn tuyệt vời lắm. Và ngay tại vị trí này của mình thì các bạn nhìn lên, ôi, cả một cái lồng cá lớn trên đầu mình, làm cho chúng ta cảm giác như là chúng ta đang được sống ở dưới đáy đại dương và có vô vàn các chú cá. Như vậy là mình đã giới thiệu được với các bạn về một thủy tinh cung nằm trong top 5 thế giới, rất là đáng tự hào cho Việt Nam chúng ta. Và bên ngoài công viên thì có rất là nhiều vũ đoàn sẽ cho chúng ta được xem các màn biểu diễn của các nền văn hóa của các dân tộc trên thế giới. Và các bạn thì có thể là check in và nhảy múa cùng với vũ đoàn, rất là dễ thương. Yeah! Mình nghĩ đây là một điều tuyệt vời đúng không các bạn? Và đây là một điệu múa của người Maya cổ xưa. Mình xin được giới thiệu với các bạn những chàng trai và những cô gái trong điệu múa Maya rất là xinh đẹp. Và
Và khi nói đến Vinwonder Phú Quốc thì chúng ta phải nói đến khu vườn cổ tích. Ở nơi đây có rất nhiều trò chơi mà không những chỉ có các em bé mà cả người lớn chúng ta cũng rất là say mê. Có ba khu vực rất là nổi tiếng, đó là khu trò chơi cảm giác mạnh và khu 3D điện tử trong nhà cũng như khu công viên nước đều nằm trong top đầu của thế giới. Và sau một ngày vui chơi thỏa thích thì chúng ta sẽ di chuyển đến khu vực hồ trung tâm, nơi có tòa lâu đài tuyệt đẹp. Ở tại nơi đây sẽ có chương trình nhạc nước, chúng ta sẽ được thưởng thức rất là nhiều bản nhạc nổi tiếng và những điệu vũ nước vô cùng du dương. Ngồi ở đây thì không khí mát rượi và chúng ta còn được thưởng thức những món ăn theo các nét văn hóa đường phố của nhiều quốc gia. Còn gì tuyệt vời hơn nữa các bạn? Và khi buổi tối xuống thì ngay tại khu vực nhạc nước này chúng ta còn có được thưởng thức là đại nhạc hội ánh sáng. Yeah! Thế là mình đã chia sẻ được với các bạn về khu công viên Vinwonder Phú Quốc và thủy tinh cung lớn top 5 thế giới. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip, những lượt like, những lượt share, những lượt đóng góp kênh của tất cả các bạn luôn là nguồn động viên quý giá cho kênh Khả Ái. I love everyone!